nó cái nhà để kênh tưới chuột phải đó. Nay giới thiệu cái nhà, cái mặt bằng mà anh chị em mới thuê nha cả nhà. Thì trước đây thì chỗ này là một cái spa, rồi giờ người ta trả mặt bằng thì anh chị em thuê để bán đồ ăn như cả nhà. Dự định là tháng 9 này, ngày 3 tháng 9 này khai trương thì mấy cái đồ ăn là tới đó mình sẽ công bố luôn cả nhà ơi. Nhìn thấy vậy chứ rộng lắm nha cả nhà, sạch sẽ luôn. Này nó như cái kiosk bình thường thôi, nhưng mà cái chiều dài của nó dài lắm. Kiosk trong là rất là rộng đó. Này trước kia là cái spa nè. Rồi cái vị trí thì nó là mặt tiền quốc lộ 1A đâu cả nhà, đối diện cái trung tâm Sài Gòn, trung tâm thời trang Sài Gòn. Thì anh em gần xa thì có đi về hướng quốc lộ 1A mà đi ngang quán của anh chị em thì vô ủng hộ. Sáng thì có bán được sáng luôn, rồi sau đó thì bán ăn trưa ăn chiều đầy đủ hết cả nhà. Gần ngay khu công nghiệp Tân Hương này. Mặt tiền phía trước rất là rộng thoáng, đậu xe thoải mái luôn cả nhà ơi. Còn một tuần nữa là khai trương rồi, giờ đang chuẩn bị set up thêm. Dịp lễ tới này anh em đi ngang thì có thể ghé vô quán của nhà em ủng hộ cho cả nhà. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày khai trương ạ. Xin cảm ơn. Lo cả nhà, sau hơn một tuần quay lại tham quan thì cái quán đã được chỉnh chu hơn cả nhà, lên bảng hiệu rồi các kiểu lên. Rồi, trong quán vẫn còn đang set up nha cả nhà. Đây có mẹ em lên coi quán nè. Này anh hai làm hết. Cái này ổng đóng luôn nè. Này chắc để sóc chảo. Chỗ này để sóc chảo. Ở bên trong cũng còn đang chuẩn bị thôi chứ chưa có vô vô khuôn khổ hết. Còn đang setup nhiều lắm nha cả nhà. Mới mua sắm thêm bếp ga tủ đông rồi nè. Cái tủ này để bán được sáng nè cả nhà. Đây, tiết lộ trước cho cả nhà là menu của chúng mình. Buổi sáng là cả nhà có đi làm, đi học, đi dạo gì đó thì ghé ủng hộ bánh mì rồi mặt xôi thì sao. Rồi trưa thì có cơm gà xói mỡ luôn nha cả nhà, cơm bò, cơm mực có hết. Anh hai em được cái nấu đồ ăn ngon nha cả nhà. Với kinh nghiệm là 70 năm cơm gà xói mỡ. Chuẩn bị đầy đủ hết. Chị hai, chị hai em phụ là đi tới lưu đây chứ không làm được gì. Dạ còn một hai bữa nữa là khai trương nha cái nhà. Mời cái nhà có dịp ghé qua ủng hộ quán. Này vị trí cũng dễ kiếm lắm cả nhà, thoáng mát, chỗ để xe thoải mái luôn. Này đối diện trung tâm Sài Gòn nè, trung tâm thời trang Sài Gòn. Ở đây nó là chỗ Tân Hương nha cả nhà. Đó, đây là quốc lộ 1A nè.
đó cả nhà, lên Sài Gòn thì ghé đây, đi sớm thì ghé mua đồ ăn sáng ăn lóc dạ luôn, còn đi trưa trưa thì ghé ăn cơm gà xới mỡ. Nay em mới về thăm quán mà bệnh quá trời. Rồi có mẹ em lên thăm mà chưa gì là ngồi giỏng lắc lắc rồi. Ăn nho rồi luôn, rồi năm luôn rồi. Ở đây cái trần nó cao nên ra cũng mát mẻ lắm nha cả nhà, chứ không có nóng đâu. Trần cao dữ lắm. Chén dĩa nồi niêu son chảo đồ có hết rồi nè. Giờ đợi tới set up ra rồi tới ngày bán dọn ra quất. Bệnh hoài vậy. Mua gạo mua nếp luôn. À, quá trời. Rồi gạo nếp rồi có hết rồi. Giờ bây giờ trong đợi ngày khai trương là mình khởi động. Bữa đó mình khởi động nguyên ngày luôn. Theo lại cái nhà. Chào và hẹn gặp lại, bye bye. Rồi giờ đốt cúng nha cả nhà. Cúng cô hồn đơn giản thôi, với bên bàn tài ông ở bàn thờ ông thần tài thổ địa. Rồi giờ đốt cúng nha cả nhà. Cúng cô hồn đơn giản thôi, với bên bàn tài ông ở bàn thờ ông thần tài thổ địa. Rồi cái trang của ông thần tài thổ địa đây, mong hay ông chúc làm ăn phát tài phát đạt, phù hộ cho anh chị em được thành công. Trời ơi, có mấy năm giờ sáng giờ ngồi chơi không mà không có làm được gì. Rồi. Rồi giờ mình set up bếp nha cả nhà. Tại tính ra ngày khai trương là cũng cỡ 2 ngày nữa là khai trương rồi. Ở đây ngay quốc lộ nên cũng ồn lắm nha cả nhà. Lâu cả nhà. Sau khi cúng với sắp xếp cái bếp thì giờ là nhà em ăn trưa nha cả nhà. Giờ chắc cũng 2 giờ chiều rồi đó. Mấy năm sáng giờ đói quá trời giờ mới được ăn. Đây mấy cái đồ hồi nãy cúng nè, nó như chôm chôm, mì gà rồi nè. Còn này nấu thêm. Tại quán cũng mới nên chưa có nấu cơm ăn mì cho nó dễ chịu. Mấy nên là nét lấy ăn mì nè. Như có mình mẹ ngồi ăn thì chịu tụng. Dạ. Ở đây.
cho má Năm lên phụ, nhưng mà má Năm thấy ăn nhau phụ không à. Rồi mỗi người ăn chén mì. Mà cái nhà giờ là tương đối là khoảng 95% rồi, còn mà sắp xếp bài nữa là xong. Giờ cái hàng gặp cả nhà vào ngày khai trương ngày 3 tháng 9 2023. Chào hẹn gặp lại cả nhà. Mới nhà đây lễ 29 anh chị hai gọi mà đẩy đồ hải sản nha. Mua hết cái chợ này có tôm, tôm bèo xanh, ốc hương xào chấm muối. Đó, ốc móng tay mà to đùng luôn. Rồi, nghêu hấp thái nữa. Giờ là công đoạn chuẩn bị nè, hồi vô là mình xào nấu là các kiểu rồi lên món là quất. Đây là lễ 2 tháng 9 cho cả nhà. Mai là khai trương quán chị hai, anh hai chị hai em nha. Cả nhà nhớ ghé ủng hộ. Này sau khi mình luộc sơ nó, mình đi lột bao tử ra cả nhà. Đi móc ruột ra. Nếu như mà bữa nay làm ngon thì mốt bán thêm ốc nha cả nhà. Chờ tí gì? Ốc móng tay xào mì. Đây là ốc móng tay xào mì cái gì ạ? Trong tên là nhà bán ốc luôn. À, phong nhất hai là có kinh nghiệm làm món này bao nhiêu lâu rồi? Cái này á, kinh nghiệm thì có được 10 năm rồi, mà mới nấu đây thôi. Thầy ăn 10 năm rồi đó. Thì như 10 năm ăn quán ốc thì giờ bắt đầu nấu thử. Cắt ớt nha cái gì. Dầu, phi tỏi cho thơm. Sau đó bỏ ống móng tay vào cho cái nước sốt vào. Rồi sau đó cho ra muối vào. Thêm mở nước sốt để có hương vị đậm đà hơn.
sóc chảo nè, sóc chảo nè. Cuối cùng là cho mì. Sau đó cho thêm ít ớt để tăng thêm hương vị cay với màu sắc. Bây giờ đã xong món. Chúng ta đã xong món mì xào ốc móng tay với rau muống. Giờ làm món ốc hương xào trứng muối nha các bạn. Đây nguyên liệu của mình đây. Một rổ ốc hương. Đầu tiên là phi tỏi cho thơm. Nay ngoài trời đang mưa nha cả nhà. Rồi sau đó cho trứng muối vào. Rất là thơm nha cả nhà. Giờ nghe được mùi thơm không? Ủa rất thơm. Tiếp theo mình cho ốc hương vào. Tội nghiệp bạn Bon thấy món này mà không có đi ăn. Được hấp dẫn đó cả nhà ơi. Thì có thêm nghề tay trái là làm ốc. Rồi một phần ốc như này giá 100.000. Anh hay hơn. Rồi còn món cuối là luộc tôm càng xanh nha cả nhà. Quá trời bự luôn. Đây là tôm sau khi luộc cho cả nhà. Ôi ôi nóng hổi luôn kìa. Cả nhà tham gia buổi ăn lễ giải chiến của nhà em tại quán mới của anh hai chị Hà. Tay ông bà chủ nè. Nãy có mẹ em tham gia nha cả nhà. Mẹ lên nằm chờ sáng giờ. Nằm chơi. Lên nằm chờ sáng giờ giờ mới được ăn. Đó có tôm, nghêu rồi ốc móng tay sòng mì. Ốc hương sòng mơ. Ngon á. Ngon quá. Thôi nhìn đôi. Cái đó cho ba không mẹ?
con ăn cái vợ là cái vỏ con cái đó nè, có đây đựng đi, có vô giữa đó với mẹ ngon không? Mình bán hết thì mình bán hết tối. Tâm về kế bên mẹ nghe nè, bên hai ốc bóng tay mà cả nhà đó mà ở đẻo hơn mà. Ủa lộn ốc hơn rồi mập để mẹ gấp ra cái gì. Mèo uống rồi, nghe uống nô luôn. Cái nước cái ớt nó cay ghê á. Ngon. Ngon hơn bữa mặt. Đó cả nhà, hôm nay là tới ngày khai trương quán nha cả nhà ơi. Rồi, quán cơm chiên mì xào Hồng Phúc khai trương ngày 3 tháng 9 19 tháng 7 âm lịch nha cả nhà. Bị cúng nha cả nhà, cúng khai trương đó. Trước mắt là mình có 4 bàn để ngồi nè, và mai mốt là thì mở rộng là 20 bàn. Bữa nay là mình bán cơm chứ nha cả nhà, đó là đùi gà rồi. Đây, vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 1A luôn. Đây, anh em bà con có lên Sài Gòn thì ghé ủng hộ cho các nhà. Quá thơm cái gì. Phụ huynh lì xì tiền may mắn. Cái hàng đầu tiên cả nhà,
Trời vui thấy hưởng lên trời. Xào cơm rồi mới vui lên. Rồi giờ cũng xong đi, xế gà cho cả nhà. Mẹ em nè, trời ơi mẹ em nay già quá, tóc bạc bị thối nữa. Tại ngày má năm. Nè ăn ốc cưng nè không? Rồi, ăn gà chiên. Đây là bà chủ. Bà chủ mới nổi lên trong dòng họ Bưởi. Sáng nay có một vị khách xinh đẹp qua mua dĩa gà. Chưa. Nè. Ôi, quá đã. Có hai cái trái dính quá đã. Hết không? Ăn hết không? Rồi. Này heo quay cha mua. Heo quay chay. Ông chủ với cả nhà. Dạ em nghe cả nhà. Dạ em đứng không vậy á. Dạ em không làm được gì vậy, đứng không à. Rồi giờ nhà cả nhà ăn mừng khai trương nha cả nhà nha mọi người. Dạ này bị rối loạn ngôn ngữ quá, nói giật. Chúc anh chị bữa nay hồng phát nha, mua mai bán đất, mốt ra cho mượn tiền xây nhà, mốt có tiền cho bọn mua cái thiết bị quay tốt hơn. Phụ huynh nè, phụ huynh lo lắng ngủ không được. Đây là nhân vật ăn ké. Ồ, ngon kìa. Chín chiếm luôn. Gà này, gà này, gà mình hả mẹ? Hả? Gà mình hả? Không có. Mình không có gà. Hôm qua anh Sơn đi mua á. Ờ, mình không thấy gà nhà rồi. Hôm qua này mua nha cả nhà. Còn gà này cũng mua luôn. Cái gà nhà hết rồi. Có chuối là ở nhà. Ăn ngon kìa. Chưa nha cái nhà. Khi một phần gà đặc biệt nguyên cái đất đùi. Và nước tương thay với tương ớt nha.
Cơm này giòn tơi, có trứng gà giống nữa. Cái này được ướp gia vị nên là nó ngon lắm, nó mới lạ. Nhưng mà ai muốn đậm đà thì thêm nước tương. Giờ mình thử miếng ướp gà nè, bỏ miếng đồ gà gốc tư. Giờ mình sẽ không chấm gì hết. Giòn lắm nha cả nhà, cái này nghe có mùi rút bắp ở trong. Tương ớt lên là vừa luôn. Để mình thử ra chén súp nè. Súp ở đây là canh thịnh bí như vậy. Có thịt bằm luôn nha cả nhà. Yeah.